Xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì mình đang đứng ở suối km 18 Minh Tân, ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Hôm nay ngày đẹp trời, mình cũng đưa đoàn khách đi chơi. Khách của mình đang chơi ở suối. Các chị đang chơi ở suối chưa? Xin chào các bạn nhé. Mình là hôm nay mình lại được nghỉ hơ mông và vi mèo. Đây là con đường chính đi vào đây. Bên phía tay trái các bạn là cây đào. Các bạn đến đây là cổng rất là đặc trưng nhé, là văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Bảo Vi, xã Bảo Vi. Có rất nhiều làn nhé, chia ra làm rất nhiều khu. Hôm nay hết mâm không em? Đó, các bạn đang sửa soạn cơm nước này. Hôm nay chỗ mình lên chơi chỗ này, thì bên dưới này